Diễn biến mới bất ngờ vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe ô tô. Bà Quy hiện sức khỏe yếu, tâm trạng buồn bã, mệt không ngủ được, tóc bạc đi nhiều. Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway, ngày 19 tháng 12, luật sư Nguyễn Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Thanh Sơn và Đồng sự, địa chỉ tại Nguyễn Trí Thanh, Hà Nội cho biết, ông mới nhận được đơn từ chối luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Bích Quy, 55 tuổi, trú tại tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Bà Quy là người đưa đón bé trai Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 Tokyo trường Gateway, học sinh tử vong trên xe đưa đón vào ngày 6 tháng 8 vừa qua. Theo ông Sơn, sau khi nhận được thông báo từ chối luật sư của bà Quy, ông đã có buổi tiếp xúc với bà này tại phòng tạm giam công an quận Cầu Giấy. Tại buổi tiếp xúc, bà Quy sức khỏe yếu, tâm trạng buồn bã, mệt không ngủ được, tóc bạc đi nhiều. Trước đó, như dân Việt đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu Long tử vong, sau đó bàn giao thi thể cháu cho gia đình về quê an táng. Đến ngày 27 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Bích Quy, 54 tuổi, trú ở quận Cầu Giấy, nhân viên đưa đón học sinh ở trường Gateway về tội danh vô ý làm chết người. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy cũng đã thông tin về kết quả giám định pháp y đối với cháu Lê Hoàng Long. Chiều cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội đã phê chuẩn lệnh tạm giam bị can Nguyễn Duy Quy để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Ngày 3 tháng 9, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến, nhân viên hợp đồng công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ngân Hà. Ông Phiến là tài xế đưa đón học sinh trường Gateway và là người liên quan trong vụ án học sinh lớp 1 tử vong trên xe. Ông Phiến bị khởi tố hành vi vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự được cho tại ngoại. Theo diễn biến vụ việc, sáng mùng 6 tháng 8, bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón, được ông Doãn Quý Phiến sinh năm 1966, tài xế, lái ô tô mang biển hiệu BKS 29B 06956, chở đi đón 13 học sinh, trong đó có bé Lê Hoàng Long. Theo bà Quy, khi được đón, bé Long khỏe mạnh, mặc áo phông đỏ và ngồi ở ghế thứ tư sau ghế lái. Phía cuối ô tô có ba học sinh khác ngồi. Tới trường học sinh tự xuống xe, tôi ngó vào trong xe và không phát hiện còn ai bên trong, hay quên đồ đạc gì, rồi một tay bế, một tay dắt hai cháu buổi đầu đi lớp cùng đưa tất cả học sinh vào trường. Bà Quy nói, bà Quy cũng chia sẻ khi vào trường, bà đưa các cháu vào căng tin trên tầng 2 để các cháu ăn sáng, bà trực tiếp lấy xôi và sữa cho hai cháu mình bế và dắt theo sau đó mới xuống tầng 1 để ký sổ bàn giao. Thời điểm ký sổ không có bất cứ giáo viên, người phụ trách nào của trường tiếp nhận. Bà làm giống như những người đưa đón học sinh khác, rồi kết thúc buổi làm việc lúc gần 8 giờ. Trong cả ngày, bà Quy không được ai thông báo việc gì xảy ra. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bà Quy trở lại đón 13 học sinh sau giờ tan lớp nhưng không thấy bé Long. Mở cửa ô tô, bà Quy phát hiện bé Long nằm bất động trong xe ô tô sau ghế lái. Trong ô tô rèm được phủ kín, có quả bóng bay không giống với thời điểm vừa sáng đón.